Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn dự án các dự án này đó trên kênh của mình thì mời cho một nút luôn được cái kênh của mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến Faster Metaverse Studio. Để tham gia dự án này đó này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên tada mọi người cho mình nhé. Vào đây các bạn bấm Start cho mình, sau đó bấm Join Rod. Tiếp tục các bạn bấm Join vào kênh group và kênh channel Telegram. Ở đây các bạn bấm tham gia kênh này, sau đó chat cho mình từ đây. Ok, tiếp tục các bạn quay trở lại do vào kênh trên new dự án. Bấm tham gia kênh cho mình. Rồi bây giờ các bạn quay trở lại, các bạn bấm register. Ở đây mọi người sẽ nhập địa nhập mã captcha, sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào đây cho mình nhé. Tiếp đến địa chỉ ví thì mọi người sao chép địa chỉ ví Binance hoặc địa chỉ ví ETH của mọi người ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví MetaMask cho mình. Vào đây các bạn sao chép địa chỉ ví lại. Sau đó các bạn quay trở lại AirDrop gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Rồi, tiếp đến các bạn bấm follow kênh Twitter này cho mình và like và retweet lại bài đăng. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter trước tiên nào. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại Telegram, các bạn copy là profile link kênh Twitter của mọi người nhé, sau đó gửi vào đây cho mình. Ok, ở đây mọi người sẽ copy, mọi người sẽ bấm vào cái link retweet này. Mở lên. Sau đó retweet lại bài đăng này. Bấm like, retweet và comment cho mình. Ok, bấm tweet lại cho mình. Sau đó bấm vào đây sao chép lại cái link retweet này nhé. Sau đó các bạn quay trở lại đó, gửi vào đây cho mình. Ok, tiếp đến ở đây các bạn join vào kênh YouTube, sau đó bấm đăng ký kênh và cuối cùng một copy là profile link kênh YouTube của mọi người. Bấm đăng ký kênh, sau đó bấm trở lại, sau đó bấm avatar đây, tiếp theo là bấm chữ kênh của bạn này và bấm đây ba gạch ở đây, sau đó bấm vào chữ chia sẻ. Các bạn sao chép được link retweet này, link kênh YouTube nhé của mọi người. Sau đó các bạn quay trở lại Telegram gửi vào đây chơi. Ok. Tiếp theo các bạn join vào kênh Discord và gửi username kênh Discord của mọi người vào đây cho mình nhé. Mở kênh Discord lên. Ở đây bấm chấp nhận lời mời cho mình. Rồi sau khi vào đây mọi người sẽ tích vào đây verify tài khoản cho mình nhé. Đấy như vậy như mình rồi kéo sang phải này, mọi người sẽ bấm ba gạch ở đây, sau đấy copy lại cái username đây nhá. Tiếp theo các bạn quay trở lại đây gửi vào cho mình. Ok rồi, tiếp theo các bạn join vào kênh channel Telegram. Ở đây các bạn join vào kênh channel Telegram, sau đó quay trở lại các bạn follow, like và retweet lại cái liên kết cho mình. Ở đây cái liên kết và các bạn bấm theo dõi này, bấm theo dõi kênh liên kết này, sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người sẽ like và retweet lại bài đăng cho mình. Tìm đến bài đăng của dự án, mọi người sẽ like và retweet lại đây bài đăng này, bấm like retweet lại bài đăng. Ok, tiếp theo các bạn quay trở lại Telegram, bấm vào tôi đã follow rồi. Ở đây các bạn join vào tất cả kênh group đây, sau đây bấm don cho mình nhé. Nếu các dự án nào mà nếu như cái kênh nào mà nó đầy như thế này rồi mọi người không join được thì bỏ qua cho mình. Đấy. Ok, bỏ qua. Rồi, bấm đôn cho mình. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link Z để mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Bấm menu, sau đó bấm buy button check dư nhá. Với dự án này thì mọi sẽ có 50.000 suất may mắn nhận được token nhá mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người xem video, hẹn mọi người những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.